xin mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Song Joong Ki đã từng rất lo lắng khi cầu hôn Song Hye Kyo. Song Joong Ki đã từng lo lắng hết sức trong khoảnh khắc cầu hôn Song Hye Kyo. Đài MBC từng đưa tin cho hay, thời điểm thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo đang hẹn hò đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Trước khi đám cưới thế kỷ diễn ra, Song Joong Ki đã khiến dân tình đứng ngồi không yên khi tiết lộ khoảnh khắc anh cầu hôn Song Hye Kyo. Theo đó, Song Joong Ki đã cầu hôn Song Hye Kyo tại một quán rượu ở Tokyo, Nhật Bản. Được biết, đây là địa điểm hẹn hò yêu thích của cặp đôi khi tránh báo chí và những tay săn ảnh Hàn Quốc. Các diễn viên tại quán rượu trao cho hay lễ cầu hôn của cặp đôi diễn ra rất giản dị với rượu, hoa và đồ trang trí. Lúc này, Song Joong Ki đã trao cho Song Hye Kyo bó hoa cùng lời cầu hôn và Song Hye Kyo đã rơi nước mắt vào khoảnh khắc đó. Song Joong Ki thời điểm đó cũng không ngần ngại chia sẻ thêm về khoảnh khắc mình cầu hôn bạn gái nổi tiếng. Tôi nhớ lúc đó mình đã rất lo lắng. Tôi có thể là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến, nhưng tôi cũng giống như mọi người khi yêu mà thôi. Lời cầu hôn của tôi không có gì quá đặc biệt, nhưng nó rất đáng giá với riêng chúng tôi. Song Joong Ki cũng tiết lộ thêm, cả anh và Song Hye Kyo đều có những điểm chung. Chúng tôi giống nhau nhiều điểm. Cả hai đều thích xem phim The Way the Father và thậm chí còn thích cùng một nhân vật. Nam diễn viên cũng cho biết họ sẽ hạnh phúc bên nhau và đã mua căn nhà cạnh nhà Biren và Kim Tae-hee để chung sống với Song Hye Kyo sau khi tổ chức hôn lễ vào tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, ít ai biết đến rằng hôn nhân đáng mơ ước của cặp đôi chỉ vỏn vẹn kéo dài 1 năm 8 tháng khi mới đây Song Joong Ki đã đệ đơn xin ly hôn Song Hye Kyo lên tòa án. Dù nguyên nhân dẫn đến việc Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn đều khiến nhiều người đồn đoán, nhưng việc tan vỡ hôn nhân giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối.